Xin chào tất cả các khán giả của Thiên Hà Audio. Ngày hôm nay Thiên Hà Audio sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị và các bạn một chiếc đầu CD chất lượng cao đến từ thương hiệu Rotel. Đó chính là đầu CD có tên mã là RCD1572. Đây là phiên bản cải tiến tiếp nối cho cái dòng sản phẩm có tên mã là 1570, và nó có những cái cải tiến rất là tốt cũng như là với những cái mức giá mà hoàn toàn có thể chấp nhận được khi người chơi muốn lựa chọn một cái đầu đĩa có hình thức đẹp, âm thanh hay và có giá thành phải chăng. Cụ thể là giá thành của nó là 24 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát kỹ hơn và tìm hiểu về những cái gì bên trong cái đầu đĩa này để thấy là chúng ta có nên lựa chọn nó hay không. Đầu đĩa này được hãng giới thiệu vào năm 2017, rất là mới, và nó là một cái đầu đĩa trong cái series 15, và nó là đầu CD đầu bảng thuộc series 15 của Rotel, và khách hàng thường hay sử dụng để ghép bộ với những cái dòng sản phẩm Repow cũng cùng trong cái series có đầu là 15 của hãng. Và nó thay thế cho RCD1570. Về hình thức thì trông nó vẫn tương đối giống thế hệ đời trước, và nó có cái đặc điểm chung của thiết kế của Rotel, trông rất là đẹp, nhìn rất là gọn gẽ. Cái thiết kế chúng ta có thể thấy là mang đậm cái chất châu Âu ở trong cả thiết kế, và âm thanh cũng như vậy. Và như đã đề cập ở trên thì mặc dù giá bán không hề cao, song ngoại hình của đầu đĩa RCD1572 vẫn được nhà sản xuất chăm chút kỹ đến từng chi tiết nhỏ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bạn đã có thể biết được ngay đây là một sản phẩm đến từ Rotel. Logo của hãng được khắc một cách tinh xảo ở phía giữa, ở trên màn hình. Đó chính là logo Rotel. Và dàn phím điều khiển quen thuộc ở hai bên, cùng với cái nút công tắc nguồn có đèn LED. Đây là một cái đặc điểm đặc trưng, trông cũng rất là đẹp. RCD1572 thì có hai phiên bản để người dùng lựa chọn, gồm có màu đen và màu bạc, là màu quý vị và các bạn đang được nhìn. Ngay tại phía dưới, màn hình LED sẽ đảm nhiệm việc hiển thị các thông tin trên đĩa CD. Cái khay đĩa CD thì được làm cái bộ cơ là dạng khay dọc đĩa dạng trượt truyền thống. Và theo nhà sản xuất thì đây là một cái bộ phận được cải tiến rất là nhiều để giúp cho RCD1572 tăng thêm khả năng khai thác thông tin từ trên đĩa CD so với nhiều sản phẩm khác trong cùng phân khúc. Thì mẫu đầu đĩa này RCD1572 có phần nhỉnh hơn khi nó được trang bị mạch giải mã DAC Uom Sơn VKM8740, vốn được phát triển cho các bộ giải mã High Resolution, cho khả năng xử lý tín hiệu số PCM lên tới 192kHz 24bit. Phần mạch analog và xuất âm của đầu đĩa RCD1572 cũng được cải tiến cho ra dòng tín hiệu chất lượng tốt hơn so với các thế hệ trước. Ngoài ra, một cái chi tiết rất là quan trọng đó là chiếc đầu đĩa này cung cấp các ngõ xuất âm theo tiêu chuẩn là RCA này là phổ biến này, và ngoài ra là XLR. Cái này không phải đầu đĩa nào trong cái phân khúc giá tầm khoảng mười mấy đến hơn 20 triệu cũng có. Và thông thường điều này thường hay có các đầu đĩa high-end, đó là xuất âm thanh đường ba lăng chuẩn XLR. Ngoài ra nó cũng xuất tín hiệu số theo chuẩn Coaxial để quý vị các bạn có thể sử dụng đầu đĩa này với những cái bộ DAC bên ngoài, hoặc là chúng ta thể kết nối đường Coaxial vào những cái bộ AV receiver xem phim. Và để cung cấp năng lượng cho toàn bộ cái hệ thống đầu đĩa này thì Rotel đã trang bị cho RCD1572 một biến áp xuyến được thiết kế và sản xuất theo các quy chuẩn nghiêm ngặt của hãng, và đi kèm với nó là các linh kiện cao cấp. Nổi bật là tụ slip foil có điện trở nội thấp, cho phép RCD1572 giữ được độ chính xác trong suốt quá trình hoạt động, thậm chí là ở những trường hợp nguồn điện có vấn đề. Bên cạnh việc điều khiển bằng remote đi kèm thiết bị, thì chiếc đầu đĩa này còn hỗ trợ cái ứng dụng điều khiển của Rotel trên hệ điều hành iOS. Tuy nhiên, để có thể dùng được tính năng này thì bạn cần phải kết nối
RCD-1572 với cái preamp hoặc là cái âm lý tích hợp thuộc series 15 để chúng ta có thể điều khiển toàn bộ hệ thống. Và mình xin nhắc lại là chiếc đầu đĩa này có mức giá là 24 triệu đồng. Nó thực sự là một sự lựa chọn, chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời nếu quý vị các bạn đang sử dụng một cái bộ Repal Rotel, ví dụ như mình đang có ở trên đây là một cái bộ Rotel Repal và nó cũng có cái đầu sản phẩm là 15. Tức là đây là chính là chiếc đầu đĩa để dành cho những cái bộ Repal này. Thì nếu quý vị các bạn đang chơi hoặc là đang muốn mua bộ Repal này thì chúng ta đã biết là chúng ta nên chọn đầu đĩa nào rồi. Đó chính là đầu đĩa RCD-1572. Bây giờ mình sẽ ấn nút Eject. Chúng ta sẽ test một chút với cái khả năng đọc đĩa. Đây. Để đây là một cái đĩa bình thường ở trong nước. Chúng ta sẽ thử xem cái phần nhận tín hiệu sẽ ra sao. Khai trương hoạt động rất là nhanh, êm ái. Và chiếc đầu đĩa này thì mình thấy dùng cái chip WM8740 là cái điều mà mình hết sức ấn tượng. Nó đem lại cái khả năng giải mã rất tốt và bản thân mình cũng rất là thích cái chip giải mã này. Âm thanh rất là tươi sáng và chi tiết. Đã nhận ra được đĩa, chúng ta sẽ play ngay. Đó, đây là những cái thông tin cơ bản sẽ được hiển thị. Đấy, đã có tiếng nhạc rồi. Ok. Nhận rất là nhanh. Tiếp tục 3 này, cũng lên ngay. Lên ngay, mình thử ấn tua đến chắc cuối xem. Cũng rất là tốt. Thực ra với mình nghĩ là với một cái đầu đĩa mới nào thì nó đều có thể đảm nhiệm việc đọc đĩa rất là tốt trong nhiều năm liền. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm với cái sản phẩm đầu đĩa chất lượng cao này. Trải nghiệm một chút về chiếc đầu đĩa này, về cấu hình của nó rất là tốt, có một cái hình thức rất là đẹp, DAC bo mạch giải mã chất lượng cao, đọc đĩa thì rất là tốt và nó sẽ là sự lựa chọn mà tối ưu khi quý vị các bạn sử dụng cùng với cả những cái hệ thống Rotel như thế này. Ngoài ra nếu quý vị các bạn không sử dụng hệ thống âm ly Rotel, chúng ta vẫn có thể mua chiếc đầu đĩa này và kết hợp với bộ dàn của mình. Và nếu như bộ dàn của nhà bạn có tiếng hơi tối một chút thì lựa chọn đầu đĩa này sẽ làm cho không gian âm nhạc trở nên là sáng và tươi và có phần là chi tiết hơn. Đấy cũng là một cái sự phối ghép mà rất là hay mà mình có thể gợi ý cho quý vị các bạn. Sản phẩm hiện đang có bán tại Thiên Hà Audio với giá là 24 triệu đồng. Và kính mời quý vị các bạn chúng ta hãy ghé thăm showroom của Thiên Hà Audio để chúng ta cùng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.